Mình cũng gặp nhiều cái bạn chưa nhờ hoặc là nhiều bạn làm cũng hơi lâu chút xíu, nhưng các bạn thiên về học theo cái xu hướng hiện đại mà quên những cái kiến thức căn bản. Các bạn học R, học Python nhưng mà bạn không học cơ sở dữ liệu cơ bản. Mình cứ hình dung giống như là mình có một nguyên một cái tòa nhà, các bạn muốn làm gì làm nhưng mà bạn không có quy hoạch cái kiến trúc cái tòa nhà đó, chỗ nào sẽ chứa dữ liệu nào thì cuối cùng nguyên tòa nhà đó mỗi phần bạn làm ra rất là đẹp đẽ nhưng mà bạn quan tâm lên nguyên tòa nhà, cuối cùng làm tới chừng mà mình làm tự động hóa là không được. Yo, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel Top Dev TV của mình là Bảo Đại. Và trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, Top Dev TV mình đã mời được một vị khách mời vô cùng xịn sò. Xin giới thiệu với các bạn anh Phan Vũ Minh Trường. Xin chào các bạn của kênh channel Top Dev TV. Mình tên là Trường, Phan Nguyễn Minh Trường, hiện đang công tác tại công ty Nasdaq Global. Mình đã làm ở đây trong cái team database hơn 6 năm rồi. Cảm ơn anh. Thì theo được biết thì anh Trường đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Data Analysis. Cụ thể hơn là 7 năm làm việc cho ACV của và sau đó thì anh có 7 năm hơn làm trong lĩnh vực outsourcing. Thì không biết anh có thể chia sẻ với em một chút xíu về con đường những công việc mà anh đã kinh qua, những số tay của anh đã có được trong cái khoảng thời gian được giúp anh tốt nghiệp ở tình hiện tại không? Dạ thì sau khi ra trường á, thì mình làm tại công ty Sherbot theo mà làm về web designer hay khác đúng không? Nhưng mà sau đó mình chuyển cái career path mình qua làm về data analysis trong lĩnh vực ngân hàng. Sau đó duyên đến thì mình qua bên công ty outsourcing Nasdaq cho tới bây giờ. Mình cũng làm nhiều vị trí từ làm ETL developer rồi làm cho architect. Hiện tại đang là technical architect trong công ty. Thì em cũng đã có một cái nguồn tin nội bộ của Top Dev TVT và em đã có một file qua rồi. Thì em rất là bất ngờ ở điểm là cái thời gian gắn bó của anh với một công ty khá là lâu. Thì tuy nhiên em thấy hiện tại các lao động trẻ hay có một cái khái niệm là mình hay nhảy việc thường xuyên. Thì em nghĩ có một vài lý do, ví dụ như môi trường ở đó không có phù hợp hoặc là không có cơ hội thăng tiến. Thì anh có thể chia sẻ với em một chút xíu về cái lý do mà tại sao anh lại gắn bó với công ty nhất định đó lâu dài đến như vậy, và cái quan điểm của anh về cái sự nhảy việc của các lao động trẻ hiện nay như thế nào? Chắc tại mình chỉ quy chung một chữ thôi, đó là lười. Mình lười đi tìm việc mới, lười tìm công ty khác. Với lại thật ra mình lúc nào mình cũng hạnh phúc với công việc hiện tại, trừ khi có một số lý do gì đó mình thay đổi thôi. Xu hướng hiện tại các bạn thường hay thay đổi công việc chắc có đâu đó có một vài lý do chính. Ví dụ như là họ không hợp với môi trường, tại môi trường đó họ cảm thấy không phù hợp. Hoặc là họ cần có cái mức sống cao hơn. Có một số bạn cần phải hỗ trợ gia đình, bạn cần phải chuyển cái việc khác để có thể nâng cấp nguồn cái thu nhập của họ để giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Còn ví dụ như nhiều bạn sanh con xong rồi bạn phải duy trì kiếm cái việc khác để nuôi được nguyên gia đình đó thì họ phải chuyển việc. Nhưng có một số bạn thì thấy là mình không phát triển được nữa. Có đâu đó mình đọc mình thấy là nếu mình là người giỏi nhất trong công ty đó thì mình nên đi. Tại vì giỏi mình phải đi để mình trau dồi bản thân và thử thách bản thân mình hơn. Cái sau cùng á, thì có một lý do hơi kỳ lạ, đó là thích. Có một số bạn họ thích để chuyển việc thôi, họ nghiện chuyển việc, họ làm 1-2 năm rồi họ chuyển sang công ty khác. Dạ, cảm ơn anh. Thì em cũng xin hỏi anh thêm một chút xíu là khi mà anh làm việc ở ACV thì cái động lực nào khiến anh ở lại lâu như vậy? Động lực lâu, có nhiều động lực lắm. Tại vì hồi xưa mình làm việc với sếp ở ACB, mình rất là hạnh phúc, mình rất là thích cái phong cách của sếp quản lý của mình ở thời điểm đó. Sếp luôn giúp đỡ mọi người và sếp luôn nâng cấp cái nghề nghiệp của mình. Đó là lý do chính mà mình gắn bó lâu dài với ACB. Dạ, câu hỏi tiếp theo em dành cho anh đó là theo em được biết thì hiện tại job title của anh là Principal Software Engineer cũng như là Technical Architecture đó, đúng không ạ? Nhưng mà trước đó thì job title đó là Principal Software Engineer và Team Leader. Thì theo em được biết trong cái nhóm ngành của mình á, thì Team Leader chia thành rất là nhiều các bậc khác nhau, bao gồm là team về kỹ thuật, ví dụ như Technical Architecture hoặc là team về con người, Team Leader. Thì em muốn hỏi một xíu là
khi nào mình mới đủ độ chín mùi để mình coder trở thành team leader? Mình nghĩ cái lý do quan trọng nhất là thuyết phục, có nghĩa là làm sao mà mình thuyết phục được người khác nói điều mình đang nói, cái đó là quan trọng nhất. Bạn coder đó có thể là cần phải có kỹ năng về quản lý người, kỹ năng về trình bày một số vấn đề để người khác hiểu được, kỹ năng thuyết phục khách hàng, thì lúc đó là thời điểm chín mùi để bạn có thể chuyển sang một cái title mới. Dạ, có thể chia sẻ với tụi em hơn một xíu về cái hướng phát triển để trở thành leader, tại vì theo mình biết có rất nhiều thought leader, thì không biết anh có thể chia sẻ cho mình. Mình nghĩ là trước khi muốn thành một leader thì mình phải biết sharing, tức là mình phải chia sẻ cái kiến thức mình đang có, thì sau đó mình sẽ học lại từ những cái bạn khác, kể cả những bạn yếu hơn. Bạn sẽ hỏi mình một số câu hỏi rất là ngớ ngẩn, nhưng mà mình lại suy nghĩ lại, sau đó mình sẽ tìm kiếm, mình trả lời cho bạn một cách hợp lý nhất. Từ từ đó mình sẽ nâng cái kiến thức của mình lên. Thì lúc đó là hầu như nhiều khi mình làm việc với khách hàng hỏi cũng ngớ ngẩn như vậy, nhưng mà mình biết cách mình trả lời, từ từ mình sẽ nâng cấp được mình lên. Thì ví dụ như bản thân em đang là coder, em cũng coder quen thôi nè, thì em muốn trở thành một leader, team leader, thì anh thường cho anh xem thì còn phải có những năng. Ví dụ em mới ra trường thôi. Trong công ty mình thấy có nhiều cái best practice đó, là có nhiều bạn mới ra trường đó là leader được rồi, đó là nhờ kỹ năng đó. Kỹ năng quan trọng là kỹ năng về con người của bạn, quản lý con người, giải quyết mâu thuẫn trong team rồi này nọ, và cộng thêm một số cái yếu tố kỹ thuật là tốt, là có thể thành leader. Đúng rồi. Thì câu hỏi tiếp theo của em sẽ thiên về kỹ thuật một tí xíu. Thì câu hỏi tiếp theo của em là business intelligence, thì theo anh thì nó được định nghĩa như thế nào? Là thứ nhất thì theo được biết business intelligence, em hay gọi tắt nó là BI, có rất là nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng mà với anh là rất là lâu năm về BI thì có thể giúp em định nghĩa một cái định nghĩa theo anh. Về mặt học thuật thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau về business intelligence. Có một số định nghĩa gần đây thì nói là business intelligence là gồm skill, rồi những cái application, rồi information technologies, hoặc là những cái định nghĩa trước đó thì nói là sẽ lấy tổng hợp dữ liệu có sẵn rồi sau đó đưa ra hỗ trợ quyết định. Nhưng mà mình nghĩ mà thực tế nhất á là business intelligence nó giúp mình giống như là một cái hồ sơ quản lý sức khỏe vậy đó. Nó lưu cái thông tin lại để mình kiểm tra sức khỏe định kỳ, và sau đó mình có thể biết được cái sức khỏe trong tương lai mình sẽ bị bệnh gì, và sức khỏe mình sẽ yếu ở đâu, thì nó sẽ báo được cái đó. Mình nghĩ cái đó là đơn giản nhất. Vậy thì anh có thể chia sẻ với em là BI đó hoạt động thế nào, nó giúp ích gì cho cái doanh nghiệp? BI nó đa phần là BI sẽ giúp monitor được doanh nghiệp, mà bên cạnh đó nó hỗ trợ là ra quyết định. Dạ, thì nó phù hợp với cái loại doanh nghiệp nào, giống như SME, cái loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay là phải doanh nghiệp lớn mới có thể áp dụng BI? Tùy doanh nghiệp có kích cỡ khác nhau thì mình có thể là áp dụng BI có cồng kềnh hay không cồng kềnh, hoặc là nó hay hoành tráng hay không hoành tráng. Đại loại là mình cứ hình dung ra hồ sơ sức khỏe một đứa trẻ sơ sinh, sinh ra cũng cần có phải có hồ sơ sức khỏe đó rồi. Khi mình lớn lên mình cũng cần, và khi mình già mình cũng cần. Nhưng mà nếu mà mình không theo dõi sức khỏe thường xuyên thì đùng một phát là mình bị bệnh ngã ra, thì mình sẽ bị bệnh nặng hơn, lúc đó mình trở tay không kịp. Nếu mà mình theo dõi sức khỏe định kỳ, mình làm tốt cái chuyện đó thì mình sẽ phát triển tốt hơn và đảm bảo được cái sức khỏe của doanh nghiệp. Dạ. Thì em muốn hỏi thêm về cái nhóm ngành cụ thể là nhóm ngành ngân hàng và banking. Thì theo mình biết đó rất là quan trọng, BI rất là quan trọng trong nhóm ngành banking, nhưng mà em chưa biết cụ thể nó hoạt động như thế nào, nó hoạt động ra sao để tác động những thành phần trong banking của mấy góc khác, thì có thể chia sẻ với em và mọi người biết. Ở trong banking thì nó có rất nhiều bộ phận khác nhau, mà chính vì nhiều cái bộ phận tài chính khác nhau mà họ đều có khả năng tự làm báo cáo được, nó sẽ gây ra cái chuyện là một cái báo cáo lên nhiều cái bộ phận báo cáo mỗi con số khác nhau. Cái người làm quản trị ở trên đó, họ sẽ nhìn thấy ủa sao anh này báo cáo một số, anh kia báo cáo một số,
Thì quay lại câu chuyện của BI mà khoảng năm 2007 về trước á, lúc mà tờ báo Business World của Việt Nam mình ra thì có một cái hình là BI vẽ là thầy bói sờ voi, có nghĩa là mỗi người sờ một chỗ và nói là BI là như vậy. Thì đó là chính là lý do tại sao cần phải có một cái hệ thống dữ liệu tập trung, và mình sẽ dùng cái BI đó để báo cáo cho xuyên suốt. Cái thuật ngữ nó hay dùng đó là one trust, tức là một cái sự thật duy nhất thôi. Do có nhiều bộ phận báo cáo quá thì cuối cùng sẽ không biết số nào là số đúng, bên nào cũng muốn lấy phần có lợi số về mình đó, cho nên không phần nào chịu thiệt. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của em dành cho anh là còn liên quan về phần xử lý dữ liệu một chút xíu, thì anh có thể chia sẻ với em biết là những cái bước nào để mình có thể biến đổi từ dữ thô raw data thành những dữ liệu có giá trị hơn để mình có thể đưa ra quyết định, và trong những cái công việc đó thì mình cần có những ai cần phải nhúng tay vào, data engineer hay là data analyst, anh có thể chia sẻ hơn cái vấn đề. Dạ, câu hỏi đó rất là hay. Để có thể làm một cái phân tích dữ liệu có giá trị thì tất nhiên là phải có nhiều yếu tố, nhiều con người cùng hợp sức để làm. Đầu tiên là mình phải biết được cái business nó là gì, cái business niche là gì. Rồi sau đó mình sẽ xác định được cái nguồn dữ liệu. Thì giống như hồi nãy là business niche là phải cần phải có BI involved vô. Rồi sau đó là lấy dữ liệu về thì lúc đó là phải cần data engineer. Sau đó, sau khi có cái đó rồi, bắt đầu mình mới làm giàu cái dữ liệu đó lên, mình tính toán, mình làm sạch dữ liệu cái kiểu, rồi mình visualize data lên, thì lúc đó mình sẽ dùng cái người mà involved vô là data analyst, sau đó họ sẽ báo cáo. Cái chìa khóa quan trọng ở đây á, nguyên cái tốn thời gian nhiều nhất chính là cái quá trình xử lý dữ liệu, nhưng mà mọi người sẽ nhìn vô cái chìa khóa chính là visualization thôi, và cái phần đầu đó là cái phần data analyst làm. Thì khi mà anh có đề cập tới cái việc visualization, việc process dữ liệu, thì không biết là hồi trước anh hay sử dụng những cái công cụ nào giúp để làm cái việc thay đổi đó không? Về process data thì mình dùng một số công cụ để ETL, Microsoft cũng có, IBM cũng có, Oracle cũng có, hoặc là có một số mở nguồn mở, Pantoho hay là Talent, mình có thể process được data. Tùy theo cái chi phí mà mình có được thì mình sẽ sử dụng, mình sử dụng rành một tool, sau đó mình chuyển sang tool khác rất là dễ. Về data visualization thì mình có thể dùng cái miễn phí của Power BI cũng được, nhưng mà có một số rắc rối là khi mà mình cần sharing thì lúc đó phải cần một số cái bản license cao hơn. Dạ. Yeah. Okay. Thì anh có những cái lưu ý gì cho các doanh nghiệp khi mà họ muốn áp dụng và sử dụng cái hệ thống BI? Các doanh nghiệp khi sử dụng hệ thống BI họ cần phải xác định là cái số lượng người dùng trước đã, rồi cái lượng báo cáo của họ, tần suất báo cáo như thế nào, và đặc biệt quan trọng nhất là họ phải xác định cái hồi nãy mình có mô tả về cái quá trình mà xử lý dữ liệu á, thì cái business niche mới là cái quan trọng nhất. Họ cần phải xác định được business niche trước tiên, họ cần define những cái loại báo cáo nào họ sẽ đi để quản lý. Đó là giống như là chỉ số sức khỏe của mình này vậy đó, mình đi khám huyết áp hay gì đó thì cần phải có một số chỉ số về đường huyết, về máu, mình sẽ đi kèm theo. Thì ví dụ như em là một bạn học về công nghệ thông tin nhưng mà muốn theo cái mảng BI này, thì anh có cái tips and tricks gì cho em để có thể theo được mảng, em cần có background gì và bài học kiến thức gì để có thể theo được mảng? Để làm BI á, thì cái phần mà về cái phần kỹ thuật á thì nó nặng hơn phần business, nhưng mà cái giá trị lại là phần business, cho nên á các bạn công nghệ thông tin sẽ được cái lợi thế hơn là cái phần kỹ thuật mình nắm khá vững. Mình cần phải tìm hiểu thêm một số cái phần business cần nữa, thì lúc đó mình cần làm việc trực tiếp với BI thôi là có thể mình cover được cái chuyện đó. Dạ, anh có suggest một cái nguồn học tập nào để cho tụi em có thể biết được một số phần trong business không anh? Mình nghĩ chắc qua đại học kinh tế học đi. Hoặc là đại học kinh tế luật, mình thấy cũng có hai cái khóa về chuyên về dữ liệu mới mở. Thì phần cuối cùng em muốn hỏi anh là về cái trải nghiệm trong công việc của anh.
Thì trong công việc của anh từ trước tới giờ anh có gặp một cái trường hợp, một cái case study nào mà làm anh nhớ nhất không ạ? Thầy chia sẻ với mọi người. Có, nhớ luôn á. Đúng rồi. Là hồi lúc đó là năm 2011, lúc đó là mình mới lấy vợ thôi. Nhưng mà sếp mua công cụ IBM Connos. Công cụ đó là chưa có ngân hàng nào Việt Nam sử dụng hết. Mà sếp kêu là làm trong vòng mấy tháng cuối năm thôi, mới cưới vợ không có được đi đâu hết trơn. Là phải vô công ty làm từ sáng cho tới tối. Tối làm sao sáng 5 giờ sáng mình dậy, mình về nhà, mình tắm rửa, mình quay lại công ty làm. Trong vòng có vài tháng thôi. Mà IBM còn nói lúc đó là không có bất kỳ cái tài liệu nào mà mình để tham khảo hết. Lúc đó là mình tự research hết. Nguyên team chỉ có 3 người thôi. Và một số bạn làm ETL với BA là riêng. Mà cái phần đó là khiến mình nhớ nhất luôn. Chị nghe có giận anh không thành chị luôn, có thể không giận. Nhưng mà giận thì phải chấp nhận thôi. Phải chấp nhận mình ngay từ đầu rồi. Thì anh có một cái lời khuyên nào cho các bạn khi mà các bạn mới vừa làm về data, các bạn chưa bây giờ mới vừa làm về data để tránh những cái sai sót mà anh gặp phải từ trước tới giờ không ạ? Mình cũng gặp nhiều các bạn chưa nhờ hoặc là nhiều bạn làm cũng hơi lâu chút xíu. Nhưng các bạn thiên về học theo cái xu hướng hiện đại mà quên những cái kiến thức căn bản. Là các bạn học A, học Python, nhưng mà bạn không học cơ sở dữ liệu cơ bản. Bạn không có học làm cách nào để tổ chức dữ liệu ra làm sao cho nó hợp lý và mình khai thác nó tối ưu. Ví dụ như là cách mình bố trí file, cách mình bố trí những bảng biểu ra làm sao đó, mình bỏ quên cái đó luôn. Mình cứ hình dung giống như là mình có một nguyên một cái tòa nhà, các bạn muốn làm gì làm nhưng mà bạn không có quy hoạch cái kiến trúc cái tòa nhà đó, chỗ nào sẽ chứa dữ liệu nào, thì cuối cùng nguyên tòa nhà đó mỗi phần bạn làm ra rất là đẹp đẽ nhưng mà bạn quan tâm lên nguyên tòa nhà, cuối cùng làm tới chừng mà mình làm tự động hóa là không được, hoặc là scalable nó rất là khó. Vậy thì hồi nãy em có hỏi về chuyên gì, tức là cá nhân, còn khi mà mình generalize hơn, tổng hóa hơn về mặt doanh nghiệp đó, thì khi mà không biết anh training BI cho Power BI cho các doanh nghiệp thì anh có nhận ra được cái điểm mà các doanh nghiệp hay mắc phải lỗi gì đó không ạ? Và anh có lời khuyên cho doanh nghiệp không ạ? Doanh nghiệp thì mình không nói dám nói, nhưng mà mình chỉ nói người dùng thôi. Người dùng thường so sánh Power BI với Excel. Excel, thật ra Excel chính xác là một công cụ làm report rất là mạnh, mình không có từ chối cái điểm đó luôn. Nhưng mà nó sẽ liên quan tới một số cái chuyện mà security, thì Excel rất là khó để quản lý cái đó. Họ có thể đem cái file đi bất kỳ ở đâu được. Một số doanh nghiệp cứ dùng Excel thì về sau cái phần linking data thì mình sẽ có kiểm soát hơn. Hoặc là nó sẽ tập trung vào một số người. Mình cũng có một số người quen làm trong lĩnh vực ngân hàng, bố trí file Excel mà chạy đua như vũ trang vậy đó. Họ làm một cái file Excel rất là bự, họ sử dụng cái máy mới đầu máy 16GB cũng được, họ nâng lên 32GB, 32GB rồi tới 64GB và máy laptop cá nhân đó. Mà trong khi những cái trường hợp đó mình chỉ lưu trữ trong database là mình có thể hoàn toàn query được hết data đó ra. Mình không cần phải bố trí một file Excel rất là bự, rất là tốn thời gian như vậy. Có một câu hỏi tiếp theo dành cho anh là khi mà về thiết kế dashboard đó, thì anh hay suggest các bạn nghiên cứu cái học tập nào để thiết kế được một dashboard đấy, và những cái issue nào anh thường gặp phải khi mà thiết kế dashboard. Cái trường bắt đầu bằng cái issue trước đi. Cái khi mà thiết kế dashboard á, khi mà mình đưa cho người sử dụng, người ta nhìn lúc nào họ cũng nói là phải đẹp trước đã, chứ không có quan tâm về cái phần thông tin mình cung cấp cho họ. Và đặc biệt là dân kỹ thuật, mình làm thiết kế luôn xấu, đa phần là xấu. Xin lỗi các bạn, lỡ nói cho bạn xấu nha. Tức là các bạn kỹ thuật rồi thiết kế màu sắc bạn không quan tâm tới nè, ý nghĩa của chạc họ cũng không quan tâm tới, thì đó là chính là điểm yếu của các bạn làm kỹ thuật, không có đầu tư hoặc là thiếu cái phần mà nghiên cứu về cái màu sắc. Cái phần thứ hai là không phải về các bạn kỹ thuật không đâu, các bạn business user thì lại có quá nhiều điều muốn nói trên một cái dashboard. Bạn mình có làm tư vấn trong một công ty bảo hiểm,
cái chị làm rất là nhiều thông tin, mình chị muốn đưa lên đầy đủ thông tin hết, nhưng mà trên một cái dashboard là một màn hình để cho người ta nhìn nhanh mà đâu thể cung cấp đủ hết thông tin. Sau đó mình mới lập bí kíp ra là mình có khoảng 20 câu hỏi. Khi câu hỏi mình sẽ hỏi là user nào sử dụng, tần suất sử dụng ra làm sao, kích thước màn hình ra làm sao, thông tin nào quan trọng nhất, thông tin nào đi kèm theo đó. Thì những cái thông tin nào quan trọng nhất mình bắt chị, lúc đầu chỉ liệt kê ra cả chừng 20 mấy thông tin. Sau đó mình kêu chị là đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó. Rồi cuối cùng mình nói nếu mà chị lựa chọn để đưa lên trên một cái màn hình này chị sẽ lựa cái nào. Bắt đầu chị ngồi lựa lại. Rồi sau đó ngoài cái màn hình này, những cái thông tin liên quan mình sẽ nhảy qua một cái trang kế tiếp. Mình sẽ nguyên có một nguyên cái luồng gọi là navigation để cho người ta có tư duy đi phân tích đi từ từ, chứ không phải nhìn nguyên cái màn hình nhìn tất cả trên một rất là khó. Để do não người nhìn trên một cái dashboard không thể nhớ được hết tất cả các chỉ số. Thông tin đó là mình đọc và mình idol trong cái quyển sách mà của ông Stephen Field, Dashboard Design hoặc là Show Me the Number, thì mình có thể tìm trên Amazon. Sách đó không có sách lậu cho nên mình phải mua về thôi. Dạ, cảm ơn anh đã có những chia sẻ rất là chân thành trong quá trình phỏng vấn vừa rồi của em. Dạ, phần tiếp theo thì em xin phép anh Trường hỏi anh về một xíu về cái CV. Thì tụi em đã chuẩn bị ra một cái CV của một bạn đang apply một cái job position Business Intelligence. Thì sau khi mà anh nhìn thử CV của bạn thì không biết là anh có ấn tượng gì đầu tiên. Thì em có thấy trong CV là chia thành hai cột, một phần ba của trang giấy là bạn để thông tin cá nhân và 2/3 của trang giấy là bạn để về kinh nghiệm của bạn xuyên suốt khi bạn làm về BI. Có những bạn list ra có những phần nào bạn làm từ tháng 2 năm 2018 cho tới hiện tại. Thì không biết là anh có suy nghĩ gì về cái cách trình bày cũng như là ấn tượng của bạn khi mà nhìn vào CV này. Cái này CV nếu mà mình nhìn là dân design dashboard á thì mình sẽ gặp một số trường hợp là cái màu sắc của cái CV mình khi mà in ra trắng đen mình sẽ không thấy được hết. Tức là anh có để ý vào màu sắc đó. Đúng rồi, khi design dashboard, bản chất khi design dashboard mình phải thiết kế cho người bị mù màu nữa mà, hoặc là những cái màu phân biệt với nhau, cái độ K của nó là độ đậm á, là để mình phân biệt được khi mà mình in ra. Cái này tại vì thông thường mình đi phỏng vấn mình phải in ra mà mình đâu có nhìn thấy được cái đó. Thì trên màn hình màu thì rất là đẹp. Cái thứ hai là CV của bạn về cái kinh nghiệm thì mình thấy cũng đủ nhiều năm, nhưng mà có một số điểm là cái thông tin khách hàng ở đây thì mình nghĩ là một số cái trường hợp là sensitive, mình không liệt kê thông tin khách hàng lên, mình chỉ ghi là cái ngành nghề của khách hàng thôi. Một số bạn là muốn show lên là mình làm một số công ty rất là lớn để mình thu hút, nhưng mà về mặt người Việt Nam mình như vậy, nhưng mà mình làm với đối tác nước ngoài thì mình nên giấu cái tên khách hàng đi, cái đó thông tin đó mình nên giấu đi. Một số cái thông tin mà về chuyên ngành thì bạn dùng cái từ cũng chưa phù hợp, mình nên tìm cái keyword hoặc là cái term cho nó đúng trong cái đó, ví dụ như là chữ collect lens link. Nhưng mà thật ra chuyên ngành của nó là lensing data chứ không phải là có SE clean, đúng rồi. Hoặc là collect thì mình thấy là gather, hay là mình dùng cái từ ETL hay gì đó, hoặc là data integration thì mình sẽ thuyết phục được người khác hơn. Đọc vô là biết là bạn này có skill đó liền. Và bên cạnh ở đây có một số cái phần mà expertise của bạn ghi mức độ chung chung thôi, là về mặt business chưa ghi cụ thể là bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình nào. Ví dụ như bạn nên ghi R hoặc Python hay gì đó, hoặc là TSQL cho mình biết những cái trường hợp đó, mình sẽ hiểu hơn. Thì hồi nãy anh có đề cập về việc mình không nên ghi tên khách hàng của mình vào CV. Thì mấy đại em cũng khá bất ngờ về cái idea đó, tại vì theo em á, nếu mà mình có ghi tên khách hàng, ví dụ khách hàng của mình vào cái công ty siêu bự đi, thì có thể mình sẽ nhà tuyển dụng sẽ rất là impressed. Ồ, bạn này đã có kinh nghiệm làm cho khách hàng và khách hàng siêu bự và rất là muốn gặp bạn để phỏng vấn. Thì không biết là em nói vậy có đúng không, nếu mà mình giấu thông tin khách hàng đi thì đôi khi
không biết là bạn đã làm cái khách hàng nhỏ hay khách hàng lớn, thì theo anh là ý kiến của em thế nào? Do khi mà mình làm với khách hàng á, là nếu mình làm cho công ty mình không nói, nhưng mà mình làm công ty outsource á thì mình đang nộp cái CV đi đúng không, là không ảnh hưởng mình nhưng mà sẽ ảnh hưởng công ty cũ, cho nên khi mà mình làm gì mình cũng phải nghĩ tới hậu quả công ty cũ của mình, chứ không phải mình đi rồi mình vũ áo ra đi thì cái đó là mình thấy không hợp lý chỗ đó. Mình có thể ghi là bit 4 hoặc bit 3 hay là bit 1 gì đó, ví dụ dạy chuyên về lĩnh vực đó. Là em còn ngon cạn cái này quá em phải hỏi anh. Cảm ơn anh. Trong ở trang tiếp theo của CV thì bạn có đề cập tới marketing strategic planner, tức là em nghĩ chắc là một cái job title khác ngoài business intelligence ra ngoài ngày đầu tiên. Thì khi mà nhìn vô cái phần này á, thì không biết là anh có thấy phần này nó có contribute gì tới cái vị trí bạn muốn apply hay không, là em muốn hỏi là nó cần thiết hay không ạ? Mình nghĩ liệt kê như vậy thì cũng tốt, có nghĩa là bạn có khả năng sử dụng những cái công cụ phân tích đi kèm, nhưng mà mình nghĩ chắc là phải ghi rõ hơn. Ví dụ như mình dùng cái tool gì để mình tổng hợp những cái thông tin đó lại, hay là bạn sử dụng cái tool hiện có, bạn ghi ở đây là bạn là Joint Knowledge Google tool như là Analytics, nhưng mà bạn làm một cái báo cáo tổng hợp lại cho marketing, thì bạn dùng cái gì để bạn làm cái đó. Đa phần cái Google Analytics nó sẽ có report riêng của nó, nên mình cũng có thể tự học cái đó. Mình chưa show được điểm mạnh nhiều cho lắm. Dạ, phần tiếp theo trong phần education, bạn có để trường của bạn học từ khoảng thời gian từ bao nhiêu tới bao nhiêu, nhưng mà theo em được biết ấy, thì cái cụm từ này bạn hơi bị đi sai chúng ta một tí. Thì ví dụ như academic thì bạn hơi sai diễn tả ở cái chỗ đó, thì anh không biết là cái quan điểm của anh với một check CV của các bạn anh có để diễn tả nhiều không anh, hay là anh không có để lời diễn tả nhiều, tại vì mình chỉ chủ yếu tập trung vào các bạn ứng viên kinh nghiệm của họ như thế nào thôi, mình có thể bypass qua cái lời diễn tả nhỏ nhỏ đó. Anh nghĩ là mình có thể bypass qua được, nhưng mà một số bạn SA có tính thì sẽ không bypass được. Lý do tại sao mình nói bypass được, hồi xưa mình có làm một PM rất là giỏi ở Việt Nam này, anh đã nói cho mình đó là mình tiếng Anh vừa tiếng Việt, mà mình giỏi technical là mình rất là giỏi rồi, khách hàng không khả năng nói tiếng Việt giống như mình được, thì mình nên tự tin cái đó, cho nên là người Việt Nam thì mình sẽ thông cảm với nhau cái đó được. Và trong CV thì phần cuối cùng của bạn để phần cuối cùng của bạn expertise, và bạn để keyword liên quan tới cái vị trí đó, thì không biết là lúc anh nhìn cái keyword bạn để như vậy thì anh có cảm thấy là bạn đã để đủ chưa, bạn có còn thiếu keyword nào không hoặc là dư keyword nào không? Mình nghĩ là ví dụ như là nên nói về có mấy cái xu hướng hiện tại đó là về cái big data thì bạn nên ghi vô nếu mà bạn biết. Với lại một số cái phần mà mình thấy bạn nói về marketing nhiều, bạn nói về podcast, nhưng mà bạn không có nói là bạn rành những cái phần mà thuộc khóa nào. Tại vì BI nó là nguyên một mô hình toán học mà, cho nên mình phải liệt kê vô những cái đó. Ví dụ như là podcast có thể ghi là Arima hay là gì đó mình đi kèm, để cho mình thuyết phục được người khác hơn, khả năng là mình có khả năng phân tích podcast được. Suggest là bạn có thể để những cái tên toán cụ thể và đi sâu vào hơn, để bạn có thể thuyết phục được nhà tuyển dụng là bạn biết những cái thuật toán sâu như vậy. Ở đây bạn cũng ghi chung chung một chút xíu là expertise, nhưng mà mình không biết kinh nghiệm bao nhiêu lâu. Ví dụ như bạn ở mức độ là beginner hay là advanced mình không biết được, và cái awareness này mình cũng không biết được, bạn ghi chung chung đó là rất là khó xác định. Nhưng mà chắc là nên gọi bạn để cho chắc ăn. Thì sao skill một số bạn rất là giỏi, nhưng mà viết CV mình nhìn qua cái mình không đọc, nhưng mà khi mà gặp mặt rồi á, thì lại là rất là strong. Dạ, cảm ơn anh đã có những nhận xét rất là chân thành trong phần nhận xét CV trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và một lần nữa em xin đại diện Top Dev TV Team cảm ơn anh một lần nữa đã dành thời gian cho mình, thời gian quý báu của mình để đến đây và
có một buổi nói chuyện với em để có thể chia sẻ với em về cái liên quan đến BI, về kinh nghiệm của anh trong quá trình làm việc. Và thật sự là em rất là biết ơn, tại vì trong một khoảng thời gian rất là dài, 7 năm ở công ty này và 7 năm ở công ty kia, và anh đã tóm gọn rất là nhiều thứ của chị em trong chỉ một buổi phỏng vấn ngày hôm nay thôi. Và em tin chắc rằng các bạn đang xem chương trình cũng get được benefits từ anh rất là nhiều. Và nếu các bạn cảm thấy những lời chia sẻ của anh từ ngày hôm nay sẽ bổ ích và thú vị, thì đừng quên nhấn like, subscribe trên channel Tết Đẹp TV nha. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Peace.